định dạng A chạy định dạng B, như vậy chúng ta sẽ có kỹ thuật chuyển đổi messenger. Cứ cái anh bạn đang làm cái gì đó tôi làm ngược lại, thế là tôi có một kỹ thuật quảng cáo chạy mới. Luồng phân phối bít thầu tự động thủ công. Làm sao để dự đoán luồng phân phối tốt? Cái này mục tiêu chiến dịch. Trong cái tư duy về mục tiêu chiến dịch này nó sẽ có rất nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên thì nó sẽ có kỹ thuật là chiến dịch nào, định dạng đó. Có một loại mục tiêu chiến dịch là chiến dịch A, dạng B. Đấy. Bình thường các bạn hay đi được đường này. Đây là thứ các bạn hay làm. Còn đây. Ví dụ như là các bạn có thể thấy một cái là gọi là chuyển đổi map. Kỹ thuật về chuyển chạy chuyển đổi messenger. Tôi gửi cho các bạn bài này, tôi viết cái đây 2 năm rồi. Đấy. Thì cái này chạy chuyển đổi messenger. Cái này chạy chuyển đổi messenger anh em ạ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chạy chiến dịch chuyển đổi nhưng mà vào trong cái bài messenger. Đấy, có nghĩa là chạy chiến dịch chuyển đổi. Đây các bạn nhìn nhé. Chạy chiến dịch chuyển đổi nhé. Đây ví dụ cái này chẳng hạn, để các bạn anh em nhìn cho rõ nhé. Đây. Đấy. Anh em thể nhìn thấy là tôi chạy chiến dịch chuyển đổi là 50.000 trên mỗi chuyển đổi đúng không? 50.000 trên chuyển đổi. Nhưng mà chúng tôi lại có là gì? 6.000 trên một mối quan hệ. Hoặc là đây 59.000 trên chuyển đổi nhưng mà 5.000 trên mối quan hệ. 71.000 trên chuyển đổi mà 5.000 trên mối quan hệ, như vậy là vẫn chạy chiến dịch chuyển đổi nhưng mà vẫn có rất là nhiều messenger. Đấy, 814 messenger với cả 1040 messenger. Thì bản thân cái việc là chạy 6 triệu mà có 59.000 trên chuyển đổi là tôi đã có 100 đơn mua hàng trên web rồi. Còn bây giờ 1.000 tin nhắn này mài ra được bao nhiêu đơn nữa thì nói thật tôi không nhớ đi, việc của mấy ông sale. Thế các bạn thì nhìn thấy như vậy. Ít nhất là gì? Định dạng A chạy định dạng B. Như vậy chúng ta sẽ có kỹ thuật chuyển đổi messenger. Cứ cái anh bạn đang làm cái gì đó tôi làm ngược lại, thế là tôi có một kỹ thuật quảng cáo chạy mới. Và ở đây rằng là bởi vì các bạn không làm mai mắt, còn tôi làm mai mắt, cho nên anh em làm kiểu này, tôi làm kiểu này, đúng không? Được chưa các bạn? Hay thêm thẻ quảng cáo hạn các bạn chạy một múi giờ thì tôi làm ngược lại, tôi chạy nhiều múi giờ. Thì nhiều múi giờ nó sẽ có được là nhiều cái luồng phân phối khác nhau. Tại sao tôi có thể nói điều đấy? Cái này trong tài liệu của Facebook nó có nói không? Có. Trong tài liệu Facebook có nói anh em nhé. Anh em nhìn này. Trong tài liệu Facebook nó có nói. Tài liệu Facebook nó có là cách quảng cáo hiển thị trên Facebook. Nó dựa trên cơ chế đấu giá. Nó dựa trên thiết lập tùy chọn nhà quảng cáo. Và nó thiết dựa trên hệ thống tốc độ phân phối mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Cái hệ thống tốc độ phân phối và mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng có quan trọng không các bạn? Quan trọng không nhỉ? Quan trọng không anh em? Đúng không? Có không nhỉ? Đấy. Thế làm thế nào để biết mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng? Làm thế nào biết mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng? Chạy nhiều múi giờ là một cách. Chạy tài khoản nhiều múi giờ là một cách. Duy trì trải nghiệm liên tục là một cách khác. Đấy. Như vậy là group này tạo bằng Ad Manager có không? Có tạo sự khác biệt không? Chạy hiện tại có tạo sự khác biệt không? Đang lên tưởng thì tương lai tạo sự khác biệt không? Có như phần 1.
anh em đào sâu ra. Còn rất nhiều thứ để tôi có thể nói với anh em, thực sự thời gian nó không đủ anh em ạ. Tôi rất muốn nói anh em rất nhiều kỹ thuật mà tôi đang làm. Đa phần những kỹ thuật của tôi có thể giúp cho cái bài chạy quảng cáo nó ăn đề xuất. Bài quảng cáo thì ăn được đề xuất, cũng như là chạy rất là bền. Chạy rất là bền. Trong những cái kỹ thuật checking như các bạn nhìn này, tôi chạy thì thường là tôi lên chiến dịch á. Tôi lên chiến dịch sân thầm bất đấy thôi anh em ạ. Nghĩa là tôi lười lắm. Tôi vẫn nhận tôi là người dốt về target ấy. Nghĩa là dốt về tài khoản cáo. Cho nên tôi sờ tài khoản cáo ít lắm. Như các bạn nhìn này. Đúng không ạ? Đây là chiến dịch chạy 82 triệu đi. Ví dụ đây là một chiến dịch chạy 82 triệu, ví dụ thế. Các bạn sẽ thấy tôi tiêu 82 triệu đúng không? Nhưng mà trung bình một ngày tôi tiêu có 400 nghìn thôi. Trung bình ngày tôi tiêu 400 nghìn thôi. Đấy. Như vậy 27 triệu, 28 triệu mà chia cho 400 nghìn có phải là cái chiến dịch này tôi lên tôi vứt đấy hơn 2 tháng. Có phải hơn 2 tháng các bạn? 70 ngày. 70 nhân 400 có phải là 28 triệu không các bạn? Đúng không nhỉ? Có phải 70 nhân 400 là 28 triệu anh em? Có không bạn? Đấy, thì tôi lên chiến dịch tôi vứt đấy 2 tháng, 3 tháng. Thật ra tụm rốt, tôi không biết làm. Tôi vứt nguyên đấy. Nhưng các bạn nhìn nhé. Các bạn đừng nhìn là 125.000 trên giao dịch, cả 106.000 trên giao dịch nhé. Đừng nhìn những con số này nhé. Tại vì đây không phải con số cuối cùng của đơn hàng của tôi. Tại vì ngoài đơn hàng trên web ra, tôi có cả đơn hàng trên Facebook. Cho nên chi phí cho giao dịch mua hàng tôi cuối cùng chỉ còn có 66.000 thôi. Tóm lại anh em chỉ cần tư duy như này. Bình thường mọi người làm như nào, làm ngược lại là xong. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm mind map ấy, chúng ta hãy cố gắng làm theo kiểu A trên B. Làm theo kiểu A trên B. Cho nên tư duy test A trên B trong quảng cáo Facebook là một trong những cái tư duy làm đúng. Và anh em cần phải nhớ. Test A trên B là gì? Nó sẽ điều mình chưa biết này. À, điều người khác hay làm. Và B. Chúng tôi sẽ làm cái điều người khác không muốn làm. Nhưng mà tôi hoàn toàn không phi lý trí. Ví dụ các bạn. Tôi hoàn toàn không phi lý trí. Tôi làm dựa trên cái mind map rất là rõ ràng. Phân biệt rất là rõ ràng. Và các bạn sẽ nhìn thấy rằng hầu như tôi đào rất sâu. Tôi đào rất sâu. Đào rất sâu cho phương pháp làm việc. Đào rất sâu cho phương pháp làm việc. Cái việc này nó sẽ giúp tôi rèn luyện được một cái kỹ thuật quảng cáo tốt. Một kỹ thuật quảng cáo tốt. Khi mà anh em làm cái mind map tốt đủ chi tiết đến từng gạch đầu dòng. Thực ra cái mind map này so cái mind map trong đầu tôi chắc được khoảng 1/4 thôi. Có nghĩa còn khoảng 3 phần tư nữa mà tôi không thử thời gian để làm cho anh em. Thì cũng 10 giờ đến nơi rồi. Thì tôi nghĩ là hôm nay tôi chỉ chia sẻ được anh em đến đây thôi. Không phải tôi không muốn chia sẻ mà thời gian nó không đủ anh em ạ. Thời gian không đủ. Ok. Hy vọng chương trình ngày hôm nay có thể hỗ trợ anh em.